Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, em là Tài, chủ của trang trại Ngưu Sa Tín Tài. Thì hôm nay trang trại Tín Tài đang làm những cái bình nhung hiêu ngâm mật ong sẵn. Cái bình này thì Tài cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, và cái bình này cũng được rất nhiều các anh các chị cô chú bác ủng hộ trang trại. Vậy nên trang trại cũng làm liên tục để phục vụ cái nhu cầu sử dụng của mọi người. Thì cái bình này thường nó rất hợp cho những cái anh chị mà cô chú bác mà không có thời gian làm về, chúng ta có thể dùng được luôn. Hoặc là các anh chị cô chú bác nào mà chúng ta mà chưa sử dụng bao giờ ấy, thì cũng có thể tham khảo cái bình này để chúng ta dùng thử một bình trước, sau đấy là thấy cơ thể mình hợp, thấy cái tác dụng của nhung hiêu mang lại ấy, thì chúng ta mới tiến đến để lấy những cái cặp nhung lớn hơn. Thì đây coi như là một cái sản phẩm mà dùng thử đi, và cũng là một cái sản phẩm chia nhỏ sản phẩm để tất cả mọi người có thể đủ điều kiện để dùng được. Trang trại chúng ta làm cái bình này thì trên cái tay của Tài đây thì nó là cái bình 1 lít, thì trong đấy thì nó sẽ bao gồm là một lạng nhân sâm tươi Thái Lan mọi người, một lạng nhân sâm tươi Thái Lan và một lạng nhân sâm tươi Hàn Quốc và 0.8 lít mật ong rừng. Cái bình này Tài công khai giá luôn trên video này là 2.600.000, và trang trại miễn phí vận chuyển toàn quốc. Tất cả các nguyên liệu ở trong đây ấy, thì trang trại báo như thế nào thì sẽ là làm chuẩn như vậy. Cái hàng sức khỏe này thì chính những cái sản phẩm chia nhỏ như này thì trang trại càng phải làm chất lượng và càng phải làm uy tín, để các anh các chị các cô chú bác ấy mà ủng hộ trang trại dùng và cảm nhận và thấy tốt thì mới quay lại để chúng ta lấy được những cái sản phẩm lớn hơn. Và đây nó là một cái sản phẩm không phải sản phẩm chính của trang trại, nhưng là nó là một cái sản phẩm marketing mọi người nhé, tức là một sản phẩm để mọi người dùng rồi quay lại lấy những sản phẩm lớn hơn. Chính vì vậy những cái bình nhung hiêu ngâm mật ong sẵn này ấy, thì trang trại sẽ làm là rất là cẩn thận và tuyệt đối là uy tín cho mọi người. Thì mọi người theo dõi Tài ấy, từ trước đến giờ ấy, thì trang trại chủ yếu là sẽ cắt và chỉ bịt cái vết cắt lại thôi, và sẽ giữ tươi nguyên lông nguyên huyết như vậy, gửi nguyên cặp như vậy về để mọi người tự tay mọi người làm. Những cái bình này thì trang trại làm theo yêu cầu của khách hàng nhé. Rất nhiều người gọi đến yêu cầu trang trại làm những cái bình ngâm sẵn và chia nhỏ như này, thì trang trại mới tiến hành làm này. Thì đây là các em thì đang tiến hành chia các khâu rất là cẩn thận. Và cái mật ong rừng nha mọi người, cái mật ong rừng trang trại làm khi mà để ngâm cái này ấy, thì mọi người yên tâm tuyệt đối, tại vì cái giá trị của mật ong ấy so với cái sản phẩm nhung hiêu của trang trại nó rất là nhỏ. Vì vậy nếu như mật ong mà không chuẩn, nó không phải mật ong rừng, không trực tiếp trang trại lấy từ tổ ra, thì trang trại cũng sẽ không dùng cái mật ong này, không dám dùng cái mật ong này để ngâm cái sản phẩm này. Nên riêng về các sản phẩm phụ được ngâm kèm như mật ong này, nhân sâm này, mọi người yên tâm tuyệt đối. Thì hôm nay Tài làm cái video này để giới thiệu đến cái bình ngâm này đến tất cả mọi người, để chúng ta biết được cái sản phẩm này và chúng ta đặt mua. Nếu như anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu ấy, thì cứ liên hệ với trang trại qua 2 số điện thoại ở trên màn hình là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899. Thì cả 2 số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo, nên là mọi người cứ áp Zalo lại để trang trại được tư vấn chi tiết hơn. Trên tay Tài lúc nãy là cầm một cái bình không, và cái bình này là cái bình mà sau khi đã rót mật ong vào rồi đấy, đã rót mật ong vào rồi thì tất nhiên là khi gửi thì trang trại sẽ đóng rất là cẩn thận luôn, đóng nắp chắc này và có hộp ở bên ngoài cẩn thận, nên là đảm bảo khi mọi người nhận là cặp nhung nó còn nguyên như vậy, tức là cái bình ngâm nó còn nguyên như vậy, sẽ rất là an toàn. Nên là riêng cái bình này thì trang trại là vận chuyển được toàn quốc. Các anh chị cô chú bác thì đặt hàng là trang trại sẽ chuyển đến tận nhà cho mọi người sử dụng. Nếu như anh chị mà đang quan tâm đến cái sản phẩm nhung hiêu thì cũng biết đến Tài rất là nhiều, để Tài thường xuyên lên đây để chia sẻ cái kiến thức về sản phẩm nhung hiêu cũng như là cái cách mà chăn nuôi hiêu của trang trại hàng ngày thì Tài cũng chia sẻ rất là nhiều. Vì vậy nên mọi người nếu như mà chúng ta đang tìm hiểu mà chúng ta chưa ý định mua luôn ấy, thì mọi người cứ kết bạn Zalo với Tài đi, cả 2 số điện thoại đều có dùng Zalo cả, mọi người kết bạn, mọi người để đấy khi nào mà sức khỏe chúng ta cần bổ sung này, hay là chúng ta cần tăng cường cái sức khỏe lên để chuẩn bị cho một cái công việc nào đấy, thì chúng ta tìm Zalo của Tài và nhắn tin, trang trại sẽ tư vấn kỹ hơn, chi tiết hơn trước khi mọi người sử dụng. Tài làm ngắn đến video đến đây thôi. Video hôm nay chủ yếu là giới thiệu cái bình nhung hiêu ngâm mật ong rất là chất lượng này. Sử dụng một cái bình này thôi thì đảm bảo là sẽ kéo cái sức khỏe của mọi người rất là nhiều đấy.
giúp mọi người nâng cái sức khỏe lên rất rất là nhiều luôn. Tại vì cái sản phẩm Nung Hiêu là một cái sản phẩm có tiếng về bồi bổ rồi, chỉ cần một một bình nhỏ thôi thì sẽ là hỗ trợ sức khỏe rất là lớn. Nên là anh chị cô chú bác nào mà đang quan tâm về sức khỏe thì hãy sử dụng sớm đi, không không làm mọi người thất vọng đâu. Tài làm video ngắn đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đón xem và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Để ủng hộ trang trại Tín Tài thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm Nung Hiêu này của trang trại hơn. Đấy, và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại Tín Tài cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Xin cảm ơn.